Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng tính toán việc thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường có thể mang lại nguồn thu cho ngân sách thành phố khoảng 1.522 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên thì đề xuất này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Không nên cho bán hàng ở vỉa hè, vì cái vỉa hè là để cho những người ta đi bộ. Nếu mà bán hàng chiếm hết lối đi, người ta phải xuống dưới đường đi, thì là sẽ cản trở cho những người đi xe máy, xe ô tô. Cái điều này tôi thấy nó nhiều khi nó không hợp. Đã bây giờ mới có mấy chỗ là người ta đã thu phí rồi, có mấy chỗ người ta đăng ký người ta thu phí rồi, đóng tiền cho nhà nước rồi, còn cái vỉa hè là của người dân để người ta tập luyện, người ta đi với chứ. Bây giờ xe cộ đi là đóng tiền, đóng phí hết trơn rồi, tất cả cái rồi giờ mới cái trên vỉa hè mà cũng dành nữa là làm sao? Tôi nghĩ cũng không nên đâu. Bên cạnh đó thì nhiều người dân lại cho rằng việc thu phí vỉa hè rất hợp lý, tạo ra nguồn thu cho ngân sách thành phố. Em thấy thì đề án này là nó cũng hợp lý đó, nhưng mà vài chỗ thì nó vẫn chưa hợp lý lắm. Ví dụ như là nếu mà mình cho phép kinh doanh trên vỉa hè thì mình phải đưa ra một cái giá cao hơn. Tại vì nếu mà rẻ quá thì đông người, người ta tới tụ tập, người ta buôn bán thì sẽ mất mỹ quan. Với lại là gây nguy hiểm cho người dân mà đi lại trên vỉa hè, không có đường đi thì phải tràn qua ngoài đường thì sẽ gây nguy hiểm. Em nghĩ là nên triển khai cái đề án này, nhưng mà chỉ nên triển khai một phần nào đấy để vẫn phải giữ được an toàn cho người dân, cho người đi bộ với lại an toàn giao thông. Nếu như mà người ta thuê rồi bán nước này kia nữa thì nó sẽ tạo được cái sự nhộn nhịp cho công viên cũng như là cho ngoài đường, thì người dân sẽ kiểu có nhiều chỗ giải trí hơn hay là tám chuyện với bạn bè này kia. Cho người ta muốn một thước hai thước nhiêu tiền, nhà nước còn có được cái tiền đó mà nhà nước vô cái thu nhập của nhà nước. Nếu mà như tỷ mà nhà nước mà cho buôn bán thì tụi tôi sẽ sạch sẽ, cũng như là gọn gàng lại, không có mà lấn chiếm lên lề đường. Giống như ra đường nhà nước cho bao nhiêu thì bán ở trong sát vô lề thôi, trừ cái lối đi bộ cho dân nữa. Đề án này chia các quận huyện làm 5 khu vực và dựa theo giá đất tại tuyến đường đó để đề xuất mức thu phí sử dụng vỉa hè, lòng đường. Cụ thể thì mức phí thuê lòng đường và vỉa hè để kinh doanh từ 20.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng, và mức thu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường để trông giữ xe từ 50.000 đồng đến 350.000 đồng mỗi mét vuông ở mỗi tháng. Toàn bộ số tiền này sẽ nộp vào ngân sách để duy tu, bảo trì lòng đường và hè phố.